Trần Lê Trung Hậu còn làm đó không? Dạ còn chú. Với lại Lâm Đô lúc này làm ở bên Đô bên đi siêu vơ gì đó. Không biết nó làm cái gì mà đi nước này nước kia lia lịa gì không biết. Biết làm công tác gì mà được đi về quốc lia lịa. Và chúc các bạn học tốt. Và bây giờ thầy anh Thanh sẽ có lên lời. Không có, dưới. Rồi chào tất cả các bạn. Hôm nay thì tôi các bạn trong lớp đó là khai thác mạng xã hội để truyền thông, marketing. Thì các bạn biết hiện nay mà mạng xã hội là một trong những cái công cụ phát triển rất là mạnh mẽ và tác động đến rất là nhiều người, nhiều đối tượng trong xã hội. Và nhiều cái mạng xã hội, cái tác động của mạng xã hội ấy, đã tạo lên những cái cuộc cách mạng, ví dụ như cuộc cách mạng một xung hoặc là 11 giờ. Đã, 11 giờ, sau 11 giờ thì chúng ta sẽ nghỉ trưa khoảng 20 phút, sau đó chúng ta sẽ lên tiếp tục và chúng ta làm học tiếp tới 1 giờ. Thì trong cái buổi học này chúng ta vì mong muốn chúng ta làm được, thành ra chúng ta sẽ tập trung rất là nhiều vào những cái tình huống, bài tập tình huống để mà làm thực hành. Chúng ta sẽ nói lý thuyết rất là ngắn thôi, cô động thôi, nhưng mà chúng ta sẽ tập trung vào đối tác rất là lớn rồi. À, thì sẽ và còn có thêm một bài nữa mà bạn này thì tôi biết là có, nếu mà anh kẹt tại bạn này đang bị bệnh, thì bạn đó là một bạn từ Mỹ về là chuyên khai thác, và một mình bạn đó đã từng khai thác là còn 400 cái mạng xã hội. Thì sẽ trong phần trình bày sẽ có 3 phần như vậy. Thì cái để mà làm được cái phần này thì trong mạng xã hội sẽ có hai phần. Thứ nhất, nhưng mà để cho cái phần liên tục luôn á, thì là tôi muốn là chúng ta lúc nãy tôi đã nói tổng quát rồi, thì giờ làm sao khai thác mạng xã hội hiệu quả hơn nữa đó. Thì tôi có mời đây là Vi là ở Mỹ về, chuyên là khai thác cái mạng xã hội bên Mỹ rất là nhiều và có rất nhiều kinh nghiệm trong vấn đề làm sao mà mình Vi có thể quản lý 400 cái cao để mà phát triển trên cái mạng xã hội mà phát triển là không phải từ Việt Nam không, mà từ Mỹ tới người ở Philippines rồi tới người ở các nước khác để mà
phát triển một cái mạng xã hội cho những cái sản phẩm mà Vi đã từng làm. Đó là những sản phẩm đã được Vi chia sẻ với bạn, dù như những sản phẩm mới ra như kẹo, bánh, sữa gì đó ha, ở bên Mỹ Vi đã làm. Sau khi chúng ta hiểu xong rồi, chúng ta sẽ qua cái phần thực hành nha. Học Quỳnh Vi, em học ở Mỹ được 8 năm, em làm ở Mỹ cũng được 2 năm rồi, bây giờ em về Việt Nam thì em đang trên cái bước đường là tìm hiểu về cái mạng xã hội Việt Nam, tại vì em thấy là cái này là một cái cách mà mình marketing cho thương hiệu của mình rất là hay, và ở Mỹ hiện giờ nó đang rất là thịnh hành. Công ty nào bây giờ người ta cũng phải có một cái kênh này để người ta đặt một cái kênh mới để người ta quảng bá cho khách hàng của người ta. Vì không chỉ là bạn không thể mà đơn thuần không chỉ là marketing online, không chỉ là làm SEO cho Google nữa, mà cái này là một cái kênh giống như là một kênh mới để mà bạn tiếp cận, và giống như là một kênh để mình dịch vụ khách hàng, để khách hàng có thể đưa ra những cái ý kiến, những cái quan tâm của họ về cái nhãn hàng của mình. Và vì làm cái trình này thì nắm bắt được cái tầm quan trọng của các cái mạng xã hội và mọi người có thể áp dụng vào từng cái nhãn hàng riêng của mình. Rồi điều đầu tiên, cái việc mình quảng bá qua mạng xã hội á, vì nghĩ không phải là một phương tiện điện tử nào nhất định, mà là phải sự kết hợp với nhiều phương tiện. Bởi vì nó còn phải tùy vào cái nhãn hàng của bạn. Hiện giờ ở trên thế giới thì ở các nước châu Âu, châu Mỹ á, thì hiện giờ đây là những cái kênh mà nó phổ biến nhất. Thì như bạn đã biết là Facebook là bây giờ ở trên thế giới đã có hơn 800 triệu account rồi. Mà trong vòng Facebook chỉ mới ra đời vào năm 2004 thôi, mà bây giờ đã có 800 triệu account, có nghĩa là cái sức lan truyền, cái sức hút của nó đối với lại không chỉ là giới trẻ mà với mọi tầng lớp, mọi người trên thế giới. Ở Việt Nam thì biết việc này, nhưng mà ở Mỹ hiện giờ cái số lượng người mà có Facebook, mà cái tầng lớp mới của Facebook bây giờ hiện giờ đang là cái độ tuổi 40 tới 50 tuổi, chứ không phải là bạn trẻ nữa. Tại vì các bạn trẻ thì bây giờ hiện giờ đã có rồi, nhưng mà ở nước ngoài á, cái nhu cầu mà người ta kết nối với bạn bè, cái nhu cầu mà mọi người muốn tìm lại bạn của mình hồi xưa khi mà mình đi học trung học, phổ thông rồi đại học nữa, thì bây giờ cái đó rất là thịnh hành. Bởi vậy nên là mình có các kênh sau này sẽ cho bạn mang lại tiền và lợi ích cho bạn nhiều nhất, đó chính là cái tầng lớp nào, để mà mình hiểu, để mình đánh ngay chúng vào cái tâm lý và cái sở thích của người ta, để mà mình có thể tiến tới, mình tiếp cận. Vậy nên là khi mà mình có cái trang Facebook cá nhân á, thì mình nên để cái nơi làm việc của bạn ở đâu. Thì giả dụ mà một người bạn của mình vào và thấy cái đó, thì họ sẽ bấm vào cái nơi làm việc đó, và vô tình nếu mà họ thích thú được thì họ sẽ like cho cái trang, là một cách quảng bá rất là đơn giản, mà không có tốn nhiều thời gian mới để mà liên hệ với mình. Cái business card của mình, cái card business của mình á, mình cũng nên để vào. Tôi cũng có Facebook nữa, có nghĩa là tôi cũng biết quảng bá online, nhưng mà là không. Đây là Facebook của Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg là ai cũng biết rồi, người CEO tài ba của Facebook. Bạn này học Harvard, nhưng mà bạn ấy nghỉ năm thứ hai, bạn ấy đi ra làm tự làm Facebook, và bây giờ đây là một tỷ phú trẻ nhất trên thế giới. Chắc là không phải tỷ phú nữa, mà là triệu phú, gọi là tỷ phú USD chứ không phải là tỷ phú Việt Nam đó, Việt Nam đồng nữa ha. Thì bạn thấy là founder and CEO ở Facebook, có nghĩa là khi mà giả dụ đi, mình không biết bạn này là ai đi, nhưng mà mình vào mình thấy là bạn này làm việc tại Facebook, mình sẽ nhảy vào mình coi là Facebook này là cái gì. Suy ra là khi mà một người click vào cái tên này là họ đã có cơ hội tiếp cận với lại cái nhãn hàng của bạn. Trời, anh này thì anh rất là có con chó, anh rất là yêu con chó này, vì vậy là anh để mọi người có coi The Social Network chứ?
cái phim The Social Network mình nên coi ha, coi đi để hiểu được cái quá trình mà tạo ra Facebook cũng khóa như thế nào, cái quá trình mà khi mà bạn này học ở Harvard, coi như là một cái người mà không có phải là nổi tiếng ở trong trường gì hết, nhưng mà vì anh ấy có một cái ý tưởng rất là tài năng mà anh ấy phải chiến đấu với lại một cái số bạn nhà giàu hết, tại vì học trường Harvard chắc chắn là nhà giàu rồi, tại vì tới cả 80.000 một năm thì tiền đâu ra mà nhà nghèo học. Nhưng mà anh này thì là một người rất là ngoan, có nghĩa là khi mà bạn có được bao nhiêu đó cái account trên Facebook ấy, thì bạn phải mất rất là nhiều bạn, và đúng là tại vì anh này anh cũng đã mất rất là nhiều người rồi, tại vì anh phải chiến đấu để mà anh bảo vệ cái Facebook này mà. Nên là mọi người nên coi cái phim The Social Network rất là hay, học được nhiều bài học hay lắm. À, trên blog hoặc trên cái trang tin tức của cái website của bạn á, mình nên có cái phần like. Cái bài này mình lấy từ trên trang VN Express đó, thì VN Express nó cũng có những cái, mình đọc mình cũng thấy có những cái icon nhỏ nhỏ ở trên á, để mà khi mà một người họ đang tìm hiểu thông tin của công ty bạn ở trên cái website của bạn, thì họ nghĩ là họ cũng nhìn thấy được là cái người này cũng có Facebook, cũng có Twitter này nọ nữa, thì họ sẽ bấm vào đó thì nó sẽ link qua Facebook. Đây là những điểm rất rất nhỏ thôi, nhưng mà nó rất quan trọng trong nguyên cái chiến dịch của mình. Mình phải làm đủ những cái điểm nhỏ nhỏ này, càng đủ càng tốt để mà có thể tiến tới những cái bước xa hơn ha. Network or no work, khi mà mình có một cái nhãn hiệu rồi, mình muốn quảng bá nhãn hiệu mình, thì mình không thể nào là một người chào chị, chào thầy, chào tất cả các bạn hôm nay tham gia buổi học. Thì sau khi em nghe về bài thuyết trình của thầy và của chị á, thì em có một câu hỏi như vậy. Chị ở Mỹ thì chị triển khai Facebook một cách dễ dàng, em không nói như ở Việt Nam. Nếu bài học này khai thác mạng xã hội mà tiêu điểm nói về Facebook, vì sao? Thì hiện tại mạng xã hội Facebook là nhiều người sử dụng trên thế giới. Nhưng hiện trạng ở Việt Nam là những người dùng muốn truy cập trên Facebook thì nhà mạng Việt Nam lại rằng hạn chế. Nói về mặt ưu điểm á, thì triển khai mạng Facebook á, thì chi phí triển khai thấp và dễ triển khai quảng cáo được. Cái việc mà Facebook đang bị chặn ở Việt Nam, chuyện này là chuyện nó dài tập ơi là dài tập luôn. Cái chuyện này là cái chuyện nó kỳ cục ơi là kỳ cục. Vậy mà ngộ một cái là Facebook vẫn có headquarter ở Việt Nam, vẫn làm việc ở Việt Nam, chặn thì chặn nhưng mà mọi người vẫn có đầy đủ cách để mà vào hết. Tại sao mà họ chặn Facebook ở Việt Nam? Có rất là nhiều vấn đề. Vấn đề đầu tiên đó chính là vấn đề của chính trị, ai cũng biết được rồi ha. Tại vì Facebook là ví dụ như bên Ai Cập rồi nọ, mỗi lần người ta biểu tình gì là người ta lên Facebook, người ta lập cái nhóm. Bởi vậy như vậy mà không thể nào mà đụng tới cái chuyện này, đó là nhà nước mới là cố gắng chặn cái này lại để không có để cho những cái việc mà chính trị nó bị xảy ra. Đó đầu tiên ha. Cái chuyện thứ hai tại sao Facebook là bị chặn ở Việt Nam, đó chính là vì cái này bị đọc cái thông tin thôi, không có chính xác lắm đâu, nhưng mình nghĩ cái này cũng make sense lắm. Đó chính là vì họ muốn quảng bá cái loại mạng ở trong nước là mạng Zingme rồi đó bạn, những cái Zingme rồi nọ, thì họ muốn là đẩy mạnh cái bảo vệ cái thương hiệu của Việt Nam, nên là họ mới chặn Facebook. Nhưng mà Việt Nam á là một cái market cực kỳ có tiềm năng đối với lại Facebook, tại vì bằng chứng là chứng vừa rồi Mark Zuckerberg mới qua đây qua một cách rất là bí mật, anh ấy nói là đi du lịch thôi, nhưng mà ra không phải đâu, qua là để khảo sát thị trường, và ở Facebook cũng có, Facebook đã có headquarter Việt Nam, vẫn có văn phòng Việt Nam, và ở trong Facebook headquarter ở Cali vẫn có cờ Việt Nam ở trên đó, có nghĩa là họ vẫn làm việc với Việt Nam rất là bình thường. Tại vì Việt Nam mình develop mấy cái app của Facebook cực kỳ giỏi, những cái app mà hiện giờ trên Facebook có những cái app rất là lạ, rất là hay cho người Việt Nam mình develop hết. Bởi vậy nên là thị trường Việt Nam rất là quan trọng đối với Facebook chứ không phải là không. Giải pháp nào để mà cho cái này cái việc truy cập Facebook Việt Nam? khi mà mình đã chọn quảng bá thương hiệu của mình trên Facebook, có nghĩa là mình phải hiểu được là
cái khách hàng của mình đó có dùng tới mạng hay không, có dùng tới Facebook hay không, và mình đã quyết định đi cái chiến dịch gọi là digital marketing rồi, thì là mình phải hiểu được khách hàng của mình như mình như thế nào. Còn nếu mà bạn buôn bán những cái thứ mà khách hàng không có bao giờ cần phải lên mạng để mà kiểm tra để mà quảng bá hết đó, thì chắc là bạn không nên dùng Facebook đâu, không có nên dùng online marketing đâu. Bạn cứ stick to những cái thứ mà bạn hồi đó giờ bạn quảng bá, mà gọi là stick to những cái gì mà hồi đó giờ mình làm mà nó hiệu quả thì cứ làm thôi. Mình không có cần phải quảng bá Facebook nhiều, nhưng mà ít ra bạn cũng nên có website. Tại vì sao? Website là cái mà để những cái người ngoài cái khách hàng target của bạn ấy, họ sẽ tìm các bạn. Ví dụ như là vừa rồi nha, vì đi dán cái xe, vì có cái xe thì đi muốn dán nó lại để cho nó đẹp lại ha. Mà vì không muốn đi ra những cái tiệm bình thường ở ngoài, tại vì không biết là bây giờ ở đâu là tốt nhất hết trơn á. Nhưng mà vì lên mạng, vì search lên cái tên là dán xe ở Việt Nam chẳng hạn. Đó, chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng mà có một website duy nhất mà một cái tiệm dán xe duy nhất mà có website, thì mình nói là ồ, cái tiệm này nó cũng có đầu tư ghê, mà nó phải có nguyên cái website mà làm rất là đàng hoàng, mà nó có ghi giá rồi rõ ràng hết, nên là mình đến mình nói giá thì nó đâu có trả lại mình được. Nên là cái đó, khi mà bạn làm online marketing là bạn muốn reach tới những khách hàng mà bạn không thể reach được bằng cách gọi điện thoại hay là tới gặp mặt hay là gì đó, thì bạn khi mà bạn chọn làm online marketing là bạn đã quyết định là ok, tôi sẽ theo cái kênh này và tôi sẽ đầu tư vào nó. Tôi không biết là nó có hay không, nó có được cái gì hay không, nhưng mà mình hiểu được là nếu mà mình đầu tư như vậy thì mình sẽ tạo ra được cái value cho cái thương hiệu của mình, và mình tạo ra được một cái kênh mới để mà khách hàng có thể tiếp cận tới mình. Còn cái việc đúng là vì hiện giờ chưa có giải pháp nào, tại vì không phải là cái người quyết định là có nên blog Facebook ở Việt Nam hay không. Sao vậy là các bạn có phần thực hành mà. Chúng ta cố gắng đầy đủ nha để được thực hành và có người hướng dẫn. Yên tâm nha. Không biết mình nói vậy có giải quyết được không? Đúng không? Giải quyết được gì hết, nhưng mà bây giờ nói tới cái chuyện là quản lý như thế nào ha. Ở Việt Nam mình chưa có cái đó, rất là buồn. Nhưng mà hồi trước đó, khi đi làm ở Mỹ, tại vì cái công ty này nó là một công ty về data, nó nắm trong người rất là nhiều data của khách hàng. Thì cái nhiệm vụ của mình là làm sao để mà đưa những cái data này cho những khách hàng một cách mà chính xác và focus nhất. Tại vì á, vì có data của về xe cái này, vì có data về phishing, data về camping chẳng hạn. Nhưng mà làm sao để mà mình gặp đúng những cái người mà thích phishing, làm sao để mà mình tới gặp đúng những người thích xe, thích camping thôi, thì tới giờ là sao mình phải tạo những cái trang Facebook mà chỉ có những người phishing. Ví dụ như là hồi đó thì ở Boston thì đi tạo ra cái trang gọi là Phishing Boston, những chỉ có những người thích phishing, chỉ có những người thích phishing ở Boston mới vào mình thích những cái đó thôi. Thì vì chính vì cái đó là coming back cho cái chuyện là mình khi mà mình làm marketing phải focus đúng vào cái target marketing, cái target customer của mình á, để mà khi mà họ lên họ nhận những cái update của mình á thì là những cái update đúng sở thích của họ, chứ không phải những cái linh tinh. Ví dụ như mình thích phishing mà sáng sớm mình mỗi lần mình thấy ồ hôm nay bạn đánh gôn ở đâu, nó quá vô duyên đúng không. Nên là cái nhiệm vụ mình là như vậy. Thì Vi quản lý 400 cái account đó bằng một cái công cụ gọi là Hootsuite. Nếu mà anh muốn thì anh về anh coi thêm Hootsuite, nó spell là H-O-O. Chỉ cần luôn cho Hootsuite.com lên ha. Cái trang này á, hiện giờ thì chỉ có Mỹ với Canada mới dùng được thôi. Nhưng mà Vi có nghe thông tin là ở Việt Nam mình đang build một cái này. Vi chưa có thấy công cụ này, nhưng mà ở Việt Nam mình có người đang xây dựng cái công cụ này. Thì công cụ này nó giúp cho mình quản lý rất nhiều account trong chỉ còn một người thôi, nhưng mà quản lý được rất nhiều account. Là tại sao? Là tại vì mình có thể upload theo dạng mass, có nghĩa là mình để ra một cái list những cái câu nào mình muốn update ở trong cái tháng đó chẳng hạn, rồi mình upload nguyên một cái tập tin nó lên theo cái format
giờ đó, đúng tới ngày đó, giờ đó mình sẽ đọc cái giờ cho nó luôn. Thì nó tự update mình. Khi là em không phải làm gì chơi, em chỉ cần soạn những cái đó để mà làm cho hẳn cái kế hoạch quen cho một tháng luôn. Thì cái này là cái em dùng. Thì cái này là tại vì em quản lý rất là nhiều cái Facebook và cả cái đó nữa. Thì mọi người chưa có, nếu mà không có quản lý nhiều thì chưa có cần tới. Nhưng mà nếu mà mình muốn coi cái này á, thì cái này cũng là rất là hay. Ở cái nhà cũng hay view. Nhưng mà hiện giờ thì Hootsuite chỉ là available cho US với lại Canada thôi. Đó là phần khác. Phần chúng ta sẽ vào Việt Nam tiếp theo là chọn Robert T. Sau đó là chọn
internet đầu tư hoa với sản phẩm 8.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 8
version 4. Khi đó chúng ta sẽ điểm lại cái DNS của Google là 8888. Vào cái file host đó thì nó yêu cầu mở, chúng ta sẽ mở bằng cái một chương trình gọi là Notepad có sẵn trong Windows hoặc là Windows Server. Sau đó chúng ta sẽ copy cái file host của từ cái mạng ở nhà các anh chị dùng. Nếu các anh chị ở nhà dùng mạng FPT thì các anh chị copy cái file host của các FPT, bắt vào cái phần file host ở trong đó và save lại. Nếu anh chị dùng trong cái phần trang này thì nó cũng tạo cho mình tạo một cái trang gọi là trang fan, giống như hình thức fanpage trên Facebook. Chúng ta có thể tạo một trang cho công ty của mình và đặt những cái sự kiện mời họ theo dõi. Nếu họ thích thì họ sẽ nhận xét và cộng cho mình là hình thức của Google đó. Ở đây thì em cũng đã tạo lên phần sinh mi, gian hàng bên sinh mi. Sinh mi thì quen thuộc và nó từ là của Việt Nam, của Vinakem. Nên cái phần mạng xã hội của sinh mi chúng ta cũng nên là quan tâm và tạo. Vì sinh mi thì đã vào Việt Nam nên chúng ta hãy quen hay là ngoài bạn bè thì cái phần đó là ba mạng xã hội. Em xin kết thúc cái phần hướng dẫn tạo một gian hàng trên Facebook. Các anh chị có cái phần nào thắc mắc thì anh chị cứ hỏi. Chúng ta nhập vào cái này tôi đã vào sẵn rồi ha, các bạn chỉ cần ấn chỉ cần
lòng eo thật lòng sâu, nó sẽ ra một cái mặt hình cho phép là có một cái cơ như thế này. Tôi xin giới thiệu cho các bạn để chút thời gian chúng ta có những cái bài kỷ niệm chung được không ạ? Các bạn có ơi, chúng tôi cảm ơn anh. Hôm nay tôi cũng xin lỗi các bạn là tại vì tôi cái ngày tôi đang bị bệnh cái này bệnh quá khi cũng nói là càng cố gắng thật ra mong các bạn thông cảm khi mà nói nhưng mà các bạn nghe không rõ thì các bạn có thể là những lại xin lỗi cho cái sao anh sẽ bị bệnh như này nha nha. Rồi, tới giờ còn lại là chúng ta sẽ có cái lễ chút xíu nha. Mời bạn Bùi Trang Khánh, tức của Mạnh Đại Đại không có dấu. Đây đây. Vâng vâng, mời bạn. Bạn nhanh chóng lên giùm nhé. Ta sắp các bạn có lẽ là mệt rồi. Thank you.
tay được tươi nha, cái đừng có đẹp nó tươi. Xong chào bác giờ nó xong rồi mà xuống chứ. Rồi xong rồi. Không dạ. Mời chúng ta bạn nào cầm cầm tay nhé.